nữ sát thủ này đang ám sát một Yakuza Nhật Bản. Đột nhiên một cơn đau dữ dội kéo đến, khiến cô nhỡ tay bóp chệch cò súng. Nhiệm vụ thất bại, tổng bộ liên tục ra lệnh cho cô rút lui. Nhưng cô tuyệt đối không cho phép mình thất bại, nên vẫn cố chấp đuổi theo con mồi. Sau một loạt động tác linh hoạt, cô nhắm chuẩn rồi bóp cò. Thành công chặn đứng chiếc xe. Nhưng cơn đau nhức lại kéo đến, cô chỉ có thể tạm dừng nhiệm vụ. Kết là một nữ sát thủ đẳng cấp, cô đã được huấn luyện từ nhỏ, chấp hành nhiệm vụ chưa từng thất bại. Trên phố toàn là bọn đàn em xã hội đen. Kết bước đến bên đường, hạ gục một người đàn ông. Ngồi vào xe, cắm chìa khóa vào rồi khởi động. Vừa nổ máy cô đã phải cảm thán. Kết lướt qua đám xã hội đen ở bên đường. Chiếc xe màu hường cứ thế lao nhanh trong thành phố. Băng qua vài con phố, thì chiếc xe cảnh sát đã đuổi theo cô. Nói về lái xe, Kết có thể coi là nữ hoàng tốc độ. Cô xoay tay lái, luồn lách qua mấy chiếc xe, phóng thẳng về phía trước. Cơn đau kịch liệt lại kéo đến. Kết lại dồ ga, con xe màu hường lại lao thẳng với tốc độ chóng mặt. Nhưng cô ngày càng đau đớn kịch liệt. Cuối cùng, khi Kết tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình đã nằm trong bệnh viện. Bác sĩ hỏi cô có phải đã tiếp xúc với chất phóng xạ không, cô nói không. Bác sĩ chỉ đành nói với cô rằng cô đã mắc hội chứng bức xạ cấp tính. Kết vừa nghe đã hiểu về hội chứng bức xạ cấp tính này, bác sĩ đã kiểm tra rất nhiều vật chất. Nhưng kết quả lại là kim 204 có độc tính cao và không có thuốc giải. Kết ngay lập tức nhớ đến cuộc tình tối qua, người đàn ông kia và ly rượu vang đỏ. Cô liền ngồi dậy hỏi bác sĩ rằng mình còn bao nhiêu thời gian. Mà câu trả lời của bác sĩ đã khiến cô sụp đổ. Một ngày, hoặc có thể là ít hơn. Bác sĩ còn muốn an ủi cô, nhưng đã bị cô cắt ngang. Sau khi bác sĩ rời khỏi, cô đã suy nghĩ hồi lâu. Mình còn có thời gian để báo thù, cô đã cải trang thành bác sĩ. Vừa xoay người liền tiện tay thó luôn khẩu súng của cảnh sát. Dùng súng uy hiếp bác sĩ đi lấy 5 ống adrenaline. Cô biết rằng thân thể mình sẽ suy nhược, nên số thuốc này sẽ giúp cô tỉnh táo hơn. Cô vẫn còn nhớ địa chỉ của người đàn ông kia. Ngay khi anh ta vừa về đến nhà, cô đã xông vào cửa. Sau đó đánh ngã người đàn ông và hỏi tại sao anh ta phải hạ độc mình. Anh ta không dám nói, vì nếu nói là anh ta sẽ toi đời. Thế nhưng Kết lại chĩa súng về phía cô gái bên cạnh. Và rồi, anh ta đã nói ra một cái tên là Sato. Kết biết họ cũng là bị ép nên đã hạ súng xuống tha cho họ. Nào ngờ lúc này mũi cô đã chảy ra máu tươi. Chất bức xạ đã làm cô ấy tổn thương nghiêm trọng. Vết máu bầm trước ngực đã lan rộng. Cô gái kia đặt quần áo xuống rồi hỏi Kết. Cô còn cần thứ gì không? Kết liền trả lời là đăng ký kênh cho chị đẹp review phim. Nhưng đáp lại cô chỉ là một câu xin lỗi. Kết đã thay đồ rồi đến tìm sư phụ của mình. Ông là người đã huấn luyện cô từ nhỏ. Hay tin cô trúng độc, sư phụ vẻ mặt lo lắng. Sau khi truy hỏi lại lần nữa, cuối cùng cô đã tìm được manh mối. Rất có khả năng là cô bị trả đũa vì lần hành động ở Osaka. Sau đó, Kết đã đến siêu thị, dùng đèn pin và bộ cọ rửa để làm một ống giảm thanh. Sau đó cô đã tiến vào hang ổ của bọn xã hội đen. Khi các tổ trưởng đang ăn cơm, Kết đã đạp cửa xông vào. Cô không nói nhiều mà chỉ bóp nhẹ cò súng. Sau khi xác nhận danh tính của Sato, cô hỏi ông ta có phải đã hạ độc mình không. Thấy ông ta do dự, cô lại bóp thêm phát nữa. Sato sợ hết hồn, cô lại hỏi ông ta lần nữa. Ông ta nói mình chỉ phụng lệnh hành sự. Còn về vị trí của chủ tịch, ông ta lại không hé miệng nửa lời. Kết trực tiếp cho ông ta ăn đạn. Ngay khi cô đang định hỏi người cuối cùng, thì đám tiểu đệ xông vào. Thấy lão đại vẫn đang trong tay cô, chúng liền hạ dao trong tay xuống. Kết lại hỏi lần cuối cùng. Cầu xin cô. Tôi không biết. Ngay lập tức, đám tiểu đệ cầm dao xông lên. Kết tóm lấy một tên, rồi lại xoay người xử một tên. Đám nhãi nhép này sao xứng làm đối thủ của cô chứ? Cô lại lôi cổ một tên, rồi xoay chân lại đạp một tên. Dùng mặt một tên khác lên đạn xử đẹp một tên. Một nhát, hai nhát, chém chúng như chém hoa quả, rồi nhặt súng lên. Con nhạn béo thấy cảnh này thì run lẩy bẩy rơi cả dao. Chị đại tha em biết ạ. Kết căn cứ theo lời con nhạn béo tìm đến. Trong đám đông, cô chỉ vừa liếc đã nhận ra Annie. Trong lần hành động ở Osaka, cô đã gặp cô bé này. Cô xông thẳng vào đám người giải quyết hai tên vệ sĩ. Rồi đá Annie ra ngoài, cô nhóc xoay người bỏ chạy. Đứng lại, nếu không tôi sẽ. Xuyên qua khu trò chơi, sau khi Kết bắn phát súng cảnh cáo nhẹ, Annie mới dừng lại,
nhưng cô nhóc cũng không có phương thức liên lạc của chú mình. Người có thể liên lạc với chủ tịch là thư ký của bang hội. Thế nên, Annie đã liên hệ với thư ký và nói mình đã bị bắt cóc. Kết giật lấy điện thoại và nói trong vòng một tiếng nữa, cô phải gặp được chủ tịch. Nếu không thì Annie sẽ xong đời. Khi hai người đang ngồi đợi thì Kết lại chảy máu mũi. Annie thấy thế thì ghét bỏ vô cùng. Cho đến khi Kết giơ súng lên, Annie mới chịu hạ ngón giữa xuống. Da của Kết đã bị hoại tử và rỉ máu. Kết đã dẫn Annie đến cửa hàng tiện lợi để mua một vài món đồ. Cô vẫn cố chấp hỏi nhân viên một câu, có đăng ký kênh cho chị đẹp không? Và lại lần nữa thất vọng trở về. Cô lại dẫn Annie đến phòng vệ sinh. Lượng lớn chất bức xạ đã khiến răng cô rụng rời. Cô lại cởi áo ngoài ra, thân thể cô giờ đã bị hoại tử nặng. Da sau lưng cũng rỉ ra máu. Cô nhịn đau băng bó lại một lượt rồi lấy kéo cắt tóc. Kết kéo Annie vào một buồng vệ sinh rồi trói cô nhóc lại. Sau khi nhét rẻ vào miệng cô nhóc, cô thản thiên bước ra ngoài. Một mình đi đến chỗ hẹn. Chủ tịch băng xã hội đen không hề lộ diện mà chỉ phái một nhóm trưởng đến. Đối phương đột nhiên rút súng, nhưng Kết lại càng nhanh tay hơn. Cô tóm cổ gã hội trưởng rồi xoay người bắn 3 phát đạn. Mấy tên nhãi nhép trên lầu cũng bị cô bắn rơi rụng. Nhóm trưởng nhân cơ hội thoát khỏi vây hãm. Kết xoay người nhảy vào một cái quầy. Đám nhãi nhép xả súng bắn loạn, Kết chỉ có thể núp dưới quầy. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Một tên đô con can đảm bước lên kiểm tra lại bị bắn trúng chân. Cô ngẩng đầu tặng thêm cho hắn phát nữa, rồi nhào ra bắt lấy một tên. Sau đó hướng về phía sau vừa đánh vừa lui. Ngay khi cô đang thay đạn thì một tên lại xông đến. Súng đã bị rơi, cô liền tóm tóc hắn ta ấn vào trên bếp nướng. Cô chạy vào một căn phòng, nhưng đó lại là phòng tắm nam. Lúc một tên nhãi nhép chạy vào phòng thì hắn vẫn cố chấp bóp thêm 2 phát, nhưng đạn vẫn không bắn ra. Kết nhìn tên nhãi nhép rồi từ từ giơ súng lên. Mấy người đàn ông nhìn thấy hắn ta rén quá ngất ra thì cười đến xỉu cắp xỉu đao. Ngay lúc này, Annie cởi được dây trói, từ trong phòng vệ sinh xông ra. Nhìn thấy thuộc hạ của chú mình, sao cô ta có thể trói tôi ở trong phòng vệ sinh chứ? Dần dần, cô nhóc mới cảm thấy có gì đó không đúng. Tên thuộc hạ từ từ giơ khẩu súng lên. Ngay lúc cô nhóc khóc lóc cầu xin, tên tiểu đệ đột nhiên bị bắn hạ. Ngay đến tên nhóm trưởng cũng được tặng một phát giữa trán. Kết điên cuồng xả súng vào thi thể. Lúc này, cảnh sát đã đuổi tới. Kết vội vàng bỏ chạy, mà Annie cũng đuổi theo sau. Thấy người nhà đều muốn giết mình, lại nhìn ra Kết là một người tốt, nên cô nhóc muốn đi theo giúp sức. Nhưng Kết lại bày tỏ rằng Annie đã hết tác dụng rồi. Annie ở phía sau gào khóc đã khiến Kết nhớ lại tình cảnh của mình. Đột nhiên, cơn đau dữ dội lại lần nữa kéo đến. Annie đã nhặt lên ống thuốc kích thích, sau khi được tiêm tình trạng của Kết đã dần ổn định. Sau khi biết được mọi chuyện, Annie không khỏi cảm thán, Kết thực sự quá ngầu lòi. Kết được khen khoái quá liền đồng ý, Annie liền mừng rỡ. Còn tặng Kết một chiếc áo phông cưng muốn xỉu. Sau đó, căn cứ theo manh mối của Annie, hai người đã đến tìm tên thuộc hạ của thư ký. Annie xông vào cửa, thu hút sự chú ý của bảo an. Mà Kết đột nhiên xuất hiện, khống chế người đàn ông. Mặc dù bị uy hiếp, tên thuộc hạ vẫn rất cứng họng. Lúc này, Annie nhỡ tay mở nhạc, làm phân tán sự chú ý của Kết. Tên thuộc hạ nhân cơ hội trở tay, lao vào úy nhau với Kết. Kết bị hắn ta đập vào quầy bar, rồi đánh rơi súng. Hắn ta lại kéo Kết sang một bên, sau đó làm màu vuốt nhẹ tóc. Đối với Annie mà nói, khẩu súng dưới đất chỉ như một cục sắt gì. Mà Kết lại vung một dao, nhưng đã bị chặn lại. Tên thuộc hạ lại đập mạnh cánh tủ lạnh, rồi tóm tay Kết đập mạnh xuống. Mà Annie bên kia chỉ vừa mới nạp xong đạn. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng hắn ta đã bị hai chị em hợp sức hạ gục. Sau khi Annie xử đẹp tên thuộc hạ, Kết đã lấy miếng thịt heo trong tủ lạnh đắp lên mặt. Lại vô tình phát hiện trên cánh tủ lạnh dường như còn giấu đồ. Mở ra xem thì, hay lắm, hảo vũ khí. Annie phát hiện trong điện thoại của tên thuộc hạ vị trí của thư ký. Cô nhóc ưu nhã bước ra chặn đứng đầu xe. Nhìn thấy người trong xe, Annie lặng lẽ giơ tay. Tên thư ký còn đang nghi hoặc thì Annie thản nhiên làm động tác thổi nòng súng. Tên thư ký ngồi ghế sau bị ép đến không dám ngẩng đầu. Cuối cùng, hắn đã bị ép chui ra khỏi xe. Kết đạp chân đóng cửa xe, bắt đầu chào hỏi tên thư ký. Đối mặt với sự tra hỏi của Kết, hắn ta vẫn một mặt bất mãn không phục. Hắn mở miệng chất vấn Annie. Chúng ta là người một nhà, sao cháu có thể làm vậy? Annie bắt đầu kích động. Người nhà mà giết ba tôi sao? Người nhà mà muốn giết tôi à?
tên thư ký chỉ có thể khổ sở cầu xin. Còn về vị trí của chủ tịch, hắn nhớ trước khi biến mất, chủ tịch luôn miệng nhắc đến người nhà và gia đình. Annie trong phút chốc đã hiểu ra câu nói này. Cô nhóc đã biết chú mình đang ở đâu rồi. Sau đó, Kết đã gọi điện thoại cho sư phụ. Cô nói mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ, bảo ông giúp mình dọn xác. Lúc này, thân thể cô đã vô cùng suy nhược. Hai người đã ngồi xe đi đến một ngôi nhà cổ. Annie nói nơi này chính là nhà thờ tổ của gia tộc. Rất ít người biết đến nơi này. Annie muốn tiến vào cùng Kết để tận tay giết chết kẻ thù giết cha. Nhưng Kết đã từ chối, cô nhóc chỉ có thể ngồi lại bên đường. Lúc này, Kết đã thế suy sức yếu. Sau khi nhịn đau tiêm vào một ống thuốc, tình trạng của cô đã tốt lên. Cầm lên ống thuốc còn lại, cô từ từ tiến vào nhà. Mà dường như chủ tịch đã đoán được mọi chuyện. Ông đã kể cho Kết nghe một câu chuyện về gia đình mình. Sau khi nghe ông ta kể xong, Kết đã dần hiểu ra chân tướng. Kẻ đứng sau tất cả chuyện này, thì ra chính là tên thư ký và sư phụ cô. Từ lần hành động ở Osaka giết chết cha Annie, cho đến khi chúng độc ám sát chủ tịch bất thành, đều là kế hoạch do một tay tên thư ký vạch ra. Mà sư phụ cô lại là đồng phạm với tên thư ký. Nhìn vào tấm ảnh trước mặt, Kết lặng lẽ rơi lệ. Chủ tịch cũng giống với Kết, đều bị người nhà phản bội. Kết kích động khóc không thành tiếng. Lúc này, một chiếc xe đã dừng ngay trước mặt Annie. Người bước xuống chính là tên sư phụ. Hắn muốn gài bẫy Annie. Từ từ ngồi xuống, đổi trắng thay đen, kể hết sự thật cho Annie nghe. Thì ra, trong lần hành động ở Osaka, Kết đã bắn chết bố của Annie. Mà lúc này, trong phòng cũng truyền ra một tiếng súng. Kết loạng choạng bước ra. Annie mặt đầy phẫn nộ, chất vấn Kết tại sao lại lừa mình. Kết còn đang giải thích thì Annie đã nổ súng. Annie mất đi tất cả, mang theo bi thương ngồi vào xe tên sư phụ. Trong lúc mê man, Kết đã nhớ lại từng chuyện lúc trước cùng với sư phụ, với Annie. Lúc tỉnh lại, chủ tịch đã đưa cho cô ống thuốc kích thích. Ông còn nói với cô, chết đi cũng là sự khởi đầu. Kết tiêm ống thuốc vào chân, lại tiếp tục kế hoạch báo thù. Ngay khoảnh khắc Annie nhìn thấy tên thư ký, cô nhóc đã hiểu ra tất cả chỉ là một cái bẫy. Tất cả mọi chuyện đều là do hai tên trước mặt thao túng. Mà Kết lúc này đang cùng chủ tịch đến ứng cứu Annie. Kết bước lớn về phía trước, nhặt cây súng tiểu liên của tên vệ sĩ lên, gia nhập trận chiến. Cùng với một loạt súng kịch liệt, họ đã đến được tầng 2. Mấy con nhạn béo liên tục rơi rụng. Tên thư ký và sư phụ nhìn vào camera giám sát nhất thời hoảng loạn. Chúng vội vàng tập hợp tất cả vệ sĩ đến bảo vệ phòng hội nghị. Kết dẫn đội bước ra khỏi thang máy, đầu tiên là cắt hết mọi nguồn điện. Sau đó trong bóng tối tiến dần về phía trước. Đột nhiên, một loạt tia laser bắn ra, Kết lập tức trốn thoát. Trong bóng tối, cả đội nhất thời hoảng loạn. Họ vừa xả súng, vừa tiến về phía trước. Tên thư ký và sư phụ vội vàng ly tản. Tên thư ký lại bị sư phụ bỏ rơi trước cửa thang máy, chỉ để lại cho hắn một khẩu súng. Tên sư phụ vừa đi thì chủ tịch đã dẫn người đuổi tới. Đối mặt với chủ tịch, tên thư ký đến súng cũng không dám nổ. Chủ tịch đã cho hắn một cơ hội cùng mình quyết chiến công bằng. Tên thư ký bày sẵn tư thế, đột nhiên công kích. Và rồi, hắn ta vẻ mặt khó tin. Còn chủ tịch thì không chút do dự, trực tiếp kết liễu tên phản đồ. Mà lúc này Kết đã giải quyết xong tên nhãi nhép cuối cùng. Cô đẩy cửa ra, cùng tên sư phụ mặt đối mặt. Lúc này, Kết vẫn liên tục xin lỗi Annie, rồi chậm chậm tiến về phía trước. Chủ tịch cũng đã đuổi tới nơi này. Hai người trong lúc trầm mặc, đột nhiên nổ súng. Annie liền lao vào lòng chú mình. Mà tên sư phụ cũng về với ông bà ông vải. Mọi chuyện đều đã kết thúc, mà Kết bên này cũng dần đuối sức. Annie đỡ cô dậy, Kết lại từ từ ngã xuống. Cuối cùng, dưới bầu trời dập cánh hoa anh đào, Kết đã lặng lẽ chút hơi thở cuối cùng. Bộ phim đến đây là kết thúc. Sắp tới đây, em sẽ cho ra thêm càng nhiều phim mới. Các bác hãy nhớ theo dõi để đón xem càng nhiều bộ phim hay hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những bộ phim tiếp theo.